Vâng, mời Phật nhận tiền sư công đức tăng. Kính thưa các quý vị thiện nam tín nữ và đạo tràng Phật tử chùa Hội An. Kính thưa các quý Phật tử tại thập phương cùng toàn thể bà con nhân dân. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý, được sự gia hộ của Hồng Nguyên Tam Bảo, sự chú nguyện của chư tăng, công trình giai đoạn 2 khởi công xây dựng đại vi điện tại tầng 2 của Hội An đến nay đã được gần viên mãn. Để theo sự khắc hưởng của bà con nhân dân Phật tử của làng Hội An muốn tổ chức lễ lạc thành, thì khóa vào ngày 14 tức ngày hôm nay và ngày mai ngày 15 thì tại trụ sứ chùa Hội An chúng con tổ chức lễ lạc thành tầng 2 đại vi điện. Trong ngày hôm nay buổi sáng thì chư tăng đã làm lễ cúng tạ Phật, lễ tạ thập phương chư tổ cũng như lễ tạ chư thánh chư thần đã gia hộ cho chúng con trong 2 năm vừa qua xây dựng trùng tu đã được như ý. Bởi tiếp theo cái chương trình buổi chiều ngày hôm nay vào khóa lễ tụng kinh dược sư để cầu nguyện cho phong điều ngũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân được an lành. Cầu nguyện cho trụ sứ chùa Hội An càng ngày càng hưng long phát triển. Chú nguyện cho bà con nhân dân Phật tử Hội An tại địa phương cũng như đang sinh sống tại các tỉnh thành cũng như ở tại các quốc gia khác, nhờ sự chú nguyện của chư tăng, nhờ Hồng Nguyên Tam Bảo luôn được bình an, may mắn, mạnh khỏe, công việc luôn được thuận buồm xuôi gió. Và cũng trong thời gian vừa qua thì thầy trò chúng con cũng có phát nguyện đắp vẽ một thánh tượng của Đức Địa Tạng thờ tại nhà thần linh của nghĩa trang nhân dân làng Hội An. Và buổi chiều ngày hôm nay sau khóa lễ thì chúng con cũng thành tâm cùng thỉnh chư tăng quan nâng ra ngoài nhà thần linh nghĩa trang nhân dân của làng Hội An chú nguyện trì chú khai quang để cho các vong linh, các dòng tộc của làng Hội An, các anh hùng liệt sĩ đã quá vãng cũng như bà con nhân dân Phật tử Hội An đã mất nhờ vào mười phương chư Phật và chú nguyện của chư tăng mà được vãng sinh để cõi an lạc của chư Phật âm siêu dương thái. Thì chương trình khóa lễ đã được tập thời, chúng con xin cung kính chư tăng vào khóa lễ kinh dược sư y như trang kinh. Mời các Phật tử chúng ta đọc kinh dược sư. Con xin đáp bạch như vậy, mong trên chư tăng hoan hỷ bố thí cho, mong trên các quý vị Phật tử nhất trí cho. Bây giờ cung kính đại chúng bắt đầu chắp tay quỳ gối để lễ tam bảo A Di Đà Phật. Thank you.
các quý các Phật tử Hội An cũng như các quý Phật tử thập phương. Phát lễ cầu quy cho Tổ sư được cầu Phật nhà Tam Quy pháp luân thường chuyển phong điều phụ Phật quốc thái dân an thế giới hòa bình nhân dân an lạc. Thánh nguyện cho các quý các Phật tử tăng phúc tăng thọ đã được thần chu viên hoàn tất. Một lần nữa chúng con xin tâm cầu nguyện tiên phong Phật Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền chúng tăng được pháp thể thiên an để tăng tiến chiếu và sự được viên thành. Và cũng nhất tâm cầu nguyện tiên Tam Bảo gia hộ cho các quý vị Phật tử có mặt ngày hôm nay tại chùa được thân khỏe tâm an gia đình được bình an hạnh phúc.
tôi am kính chúc quý sư được mạnh khỏe, an lạc trong cuộc sống, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Bây giờ thì để cho cái niềm vui chung đó, thì trước khi vào lễ ăn vị, tôi xin mời bác Rinh có bài thơ để chúc mừng cho ngày chúng ta ngày lễ an vị đại tuệ. Xin kính mời bác. Quý sư thầy cùng toàn thể Phật tử lương dân là Hội An, trong buổi mừng lễ khánh thành an vị tượng hôm nay đấy, thì tôi thay mặt cho làng viết một bài thơ để chúc mừng cái công trình. Tri ân công đức quý thầy đại đức chùa làng, động viên Phật tử dân làng phát tâm chung tay góp sức góp phần dựng đại tượng Phật ngàn lần uy nghi. Địa Tạng Bồ Tát hộ trì muôn đời hậu thế làng quê thanh bình. Cháu con làng hội quê mình hướng về nguồn cội nghĩa tình thủy chung. Thảo thơm bày tỏ tấm lòng, chút tiền chút của chút công nặng tình. Đại tượng Phật nhà thần linh hào quang rạng rỡ quê mình Hội An. Thập phương quý khách dân làng phát tâm công đức sổ vàng lưu danh. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô U Minh giáo chủ cứu khổ bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch trên hiện tiền chư tôn đức tăng, những người bạn tu đã có 4 năm học cùng mái trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Kính thưa ông trưởng đảng Vũ Bá Duyệt, các vị lãnh đạo tại xã, tại làng, sở tại, kính thưa toàn thể bà con thiện nam tín nữ thuộc đạo tràng Phật tử chùa Hội Am, cũng như các quý Phật tử tại thập phương. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý, được sự gia hộ của 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, được sự hòa hợp của nhà chùa với lãnh đạo làng, sự nhiệt tâm ủng hộ hàng sản hàng tâm của các quý Phật tử Hội Am, cũng như các quý Phật tử ở thập phương, trong chuỗi sự kiện 2 ngày, ngày 14, ngày 15 tại làng Hội Am, có một sự kiện rất là quan trọng của lương dân, đó là lễ lạc thành Đại Bi Điện, hoàn thành giai đoạn 2 trùng tu chùa Hội Am nằm ở làng Văn Hiến Hội Am, xã Cao Minh, huyện Bích Bảo, thành phố Hải Phòng. Và trong chuỗi sự kiện đó thì có một chương trình, đó là buổi chiều ngày hôm nay chúng ta có mặt tại nhà thần linh của làng Hội Am để làm lễ an vị thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Cũng xin thưa các quý vị, cũng như cách đây một tháng, khi mà thầy cùng với bác Hiệp và bà con Phật tử làm lễ phát khởi tâm để làm lễ trùng tu lại nhà thần linh, trong đó có việc quan trọng nhất, đó là tôn tạo thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì cũng có nhờ chỗ bác trưởng đàn giúp cho thầy thủ tục về pháp lý hành chính. Thế còn về phần phát khởi tâm để trùng tu thánh tượng Địa Tạng thì thầy cùng với bà con Phật tử của chùa Hội An phát tâm tùy theo khả năng của mình, thì sao tự thành tâm của mình, thì trong một tháng kêu gọi vừa qua thì được đông đảo bà con Phật tử
tuổi lớn, người đa hiểu tùy duyên đến để phát tâm với ban công đức nhà chùa. Và thay mặt cho thầy và nhà chùa thì có ban công đức cho bác Dinh, bác Hiện, bác Tá, bác Thường là những người trong ban thu nhận công đức của chùa thì cũng đã ghi vào danh sách và phương danh các quý Phật tử. Và sau một tháng trùng tu tôn tạo thì đến nay ước mơ đã thành hiện thực, đó là tại nghĩa trang lương dân của làng Hội Am chúng ta có được thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thưa các quý vị rằng là đáng nhẽ việc này không phải bây giờ mới hoàn thiện, mà thiết nghĩ rằng là khi mà có làng Hội Am, có nghĩa trang của lương dân thì lúc đó đã phải có tượng của chư Phật, chư Bồ Tát rồi. Nhưng cũng vì chiến tranh, vì nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nên là chúng ta nhìn sang bên tôn giáo bạn, nhìn sang bên nghĩa trang của tôn giáo bạn thì chúng ta thấy rằng là nghĩa trang của tôn giáo bạn thì rất là trang nghiêm, rất là nề nếp, rất là gọn gàng. Và quan trọng nhất là nghĩa trang của tôn giáo bạn là có tượng Chúa, có thánh giá, có đối tượng để cho các quý vị linh mục, các quý vị con chiêm những ngày lễ trọng của công giáo hướng về để cầu nguyện. Nhưng chúng ta thì là những người lương dân có đức tin vào Tam Bảo, tin Phật, đi chùa, nhưng chúng ta thì chưa có được. Thế thì với cái ước ao, với cái sự khát khao của đại đa số bà con nhân dân Phật tử Hội Am thì có mạch với Thầy, thì với cái nhân duyên đó thì Thầy cũng phát khởi cái tâm nguyện của mình cùng với bà con để trùng tu thánh tượng với cái ước nguyện làm sao để cho mỗi khi những ngày lễ, những ngày Tết và nhất là ngày Thanh Minh chúng ta đi tảo mộ thì chúng ta ngoài việc chúng ta viếng mộ phần của ông bà tổ tiên nhà mình ra thì mình cũng có tượng Phật để mình cầu nguyện, để mình cầu siêu cho vong linh nhà mình, rồi cũng có tượng của thần linh để giữ gìn cho mộ phần nhà mình. Đấy nên là cái điều này là cái điều rất là lợi lạc. Chúng ta biết rằng là âm siêu thì dương thái, phần âm có được siêu thoát, có được yên ổn, âm phần có được yên ổn thì dương phần ấy mới được bình an. Đấy nên là việc trùng tu tôn tạo lại thánh tượng Bồ Tát Địa Tạng và đến bây giờ thì chúng ta đã hoàn thiện được cái tâm nguyện này, thì cái công đức này thì Thầy xin hồi hướng đến toàn thể tất cả các quý vị Phật tử Hội Am, và nhất là hồi hướng đến những gia đình các quý vị có mộ phần ông bà tổ tiên được mai táng an táng tại nghĩa trang làng. Chúc cho gia tiên cửu huyền thất tổ của các quý vị đã đang mai táng an táng yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang làng nhờ công đức lành của Tam Bảo được siêu thoát, được vãng sinh về cõi Tây Phương, rồi lại phù hộ độ trì cho con cháu làng Hội Am càng ngày càng khỏe mạnh, công việc ở buôn bán luôn được hanh thông, công việc buôn bán luôn được thuận buồm xuôi gió, làng Hội Am càng ngày càng phát triển, càng thành đạt. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thay mặt cho chùa Hội Am, cá nhân Thầy xin gửi lời cảm ơn tri ân đến những Phật tử đã phát tâm bằng tịnh tài, tịnh vật để cúng dường và được ban tiếp nhận công đức. Thay mặt Thầy tiếp nhận, Thầy xin tri ân các quý vị. Mani Ram 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 Mani Ram
cho tới thiên hạ thái bình. Cửu huyền thất tổ và các quý vị nhờ phước lành tam bảo được vãng sinh về cõi Tây phương cực lạc, âm siêu dương thái, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà Phật. Con ngưỡng bạch quý vị thầy Thích Nhất Hiếu chủ trì chùa Nàng Hội Am. Con kính bạch quý sư, hôm nay nhân duyên của chúng con được đón các quý sư từ các chùa của xã bạn cùng với quý thầy của chúng con là Thích Nhất Hiếu về làm lễ an vị Địa Tạng Vương Bồ Tát của chúng con và cầu siêu cho tất cả mọi người được an lành, cho phép tôi cho chúng con được thay mặt lương dân Phật tử thưa mặt các dòng họ và lương dân trong Hội Am, con cảm ơn, chúc các quý sư cùng được mạnh khỏe, hạnh phúc, rồi trong cuộc sống phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Và cũng cho phép tôi thay mặt cảm ơn tất cả các quý Phật tử, lương dân, anh em con em xa quê hôm nay đã về đây cùng đồng hành hoan hỷ và cùng vui chung với lương dân Phật tử cùng với quý thầy để lễ an vị đến giờ là thành công tốt đẹp. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin cảm ơn và xin mời mọi người dâng hương.